Lô chào buổi sáng tốt lành, thân chào anh em trong hộ trồng chia. Đây là tôi Nguyễn Thiêm đây ạ. Buổi sáng nay đương xuống vườn kiểm tra cái vườn tre mới chiết độ khoảng 10 ngày trước. Này, rễ đã ra. Bạn nhìn đây, đấy rễ đã ra dài như thế này rồi. Đấy rễ này. Đấy trắng phau luôn rồi. Đây, rất nhiều cây rễ ra trắng phau. Thì khoảng hôm nay là mười mấy tầm cuối tháng là khi lượng rễ độ ổn định là ok, là có thể là vặt ra và trồng được. Đây anh em nhìn thấy không? Đấy. Thế năm nay thì mình làm giống bát độ là sẽ chắc phải vài ngàn đấy, thế nên ưu tiên là anh em trong tỉnh Gia Lai này. Mình thấy cho anh em trong hội mình nhiều người trong tỉnh Gia Lai này hỏi. Đây, quan điểm của mình thì ở trong tỉnh ấy thì nó gần, anh em lên, tức là lên gì, đừng có mua vội ngay giống. Theo quan điểm mình thế, bạn trồng giống nào cũng được, thế nhưng mà lên đi tham quan trước hơn. Tức là ví dụ như trên mình đây mình đương trồng rồi, các bạn có thể ở Gia Lai thì bạn gần thì bạn là tranh thủ bỏ một ngày thôi, để nên mình xem vườn của mình này, vừa là thực hành cái mùa này chuẩn bị có măng rồi, thì có măng này vừa để thu măng này, vừa để thăm vườn này, vừa để xem cái khoảng cách trồng cụ thể, là tức là trăm hay không bằng tay quen mà trăm nghe không bằng một thấy. Bạn cứ lên cứ tìm hiểu xong bắt đầu rồi lúc đó anh em mà kết hợp muốn trồng cái giống này hoặc trồng giống khác cũng được, thế nhưng mà nó để tạo được cái sự thuận lợi nhất định, tức là mình phải nhìn thấy được rồi. Chứ quan điểm của mình thì mình nghĩ là chắc ít có cây nào sánh được như cây tre này. Về mặt thu nhập thì mình nghĩ là nó cũng đa dạng về thu nhập, nó tạo rất nhiều cái thu nhập. Thứ nhất là nó phù hợp với lại phong tục tập quán, thứ hai là phù hợp với cái lối canh tác, mà đặc biệt là với những cái người dân mình cũng đi khảo sát rồi, người dân địa phương này thì họ có những cái quỹ đất rất còn rộng mà họ không làm. Đấy, đấy thế măng lên này, đấy. Đã có cái to tướng này, chắc 3 hôm nữa được chén thôi. Mùa mưa này thì tầm cuối tháng thì bắt đầu măng lên rồi, anh chị em ở gần thì lên vừa tham quan cách thu hoạch này, vừa xem vườn này, rồi là vừa tham quan giống này, đấy là nó rất chi thuận lợi. Chứ trước đây thì mình làm mình còn mù tù mù, còn phải đi đâu đó phải tìm hiểu xem là ví dụ đi xa thì nó vất vả, thời gian đi lại nó cũng nhiều, mà quỹ đất thì nó phù hợp với tất cả các loại đất, nó chỉ mất thời gian đầu, mà nếu biết canh trồng thì kể cả thời gian đầu vẫn xử lý được, không phải tưới. Nhưng mình trồng vườn tre năm ngoái mình mở rộng thêm diện tích mùa hát nữa là không phải tưới luôn, cả một vụ khô mùa khô qua ngon lành không phải tưới, qua tốc độ phát triển nó sẽ chậm hơn là khi mình chăm sóc kỹ thôi. Thế nhưng mà cũng làm nông nghiệp bây giờ thì nó cũng khó nói lắm, thế nên là mình nghĩ là cái cây tre này là chắc chắn là tối ưu, chắc chắn là tối ưu, tại vì nó tạo được nhiều nguồn thu, nó có thể thu được từ thân, từ măng để làm cái nguồn thực phẩm này, chế biến khô để cất đi này, nên là cái giá trị của nó cũng không hề tồi. Thì ví dụ như là măng khô mình cũng bán, thường mình bán khoảng 250 một ký, đấy là giá bỏ, còn ngoài thị trường tới 300, tại vì là nó rất chi là ngon, thế nên là khách hàng ủng hộ rất đông, mà hầu hết là mình không có sản phẩm bán. Nó ưu điểm như thế, ưu việt như thế, nhưng mà nếu các bạn tính xem, nếu như mà ở cái sản phẩm nông sản mà còn cái giá trị là tính trên đầu cân mà cao thế thì mình nghĩ chắc là ít có sản phẩm nào có thể cái giá trị cao như thế được, ít có sản phẩm nào giá trị cao như thế. Thế nên là mà hai nữa là bây giờ cái nguồn, cái xu hướng đương sử dụng những cái sản phẩm nó thân thiện với môi trường, ví dụ như là nhà tre hoặc là quán tre, bàn ghế, đồ từ tre nó rất chi là tuyệt vời. Thế anh em nên lựa chọn, đây là khuyên của mình, anh em cứ lên trên đây, lên đây với nhà vườn Nguyễn Thiêm thì bất cứ ai ở trong tỉnh Gia Lai này mình sẽ gửi địa chỉ cho đến thăm, ở gần cứ đến thăm đến xem đã rồi hãng quyết định làm, chứ đừng làm vội, là khuyên của mình đừng nên làm vội. Thì làm vội thì nhiều khi nghe đài báo tivi hoặc là thông tin trên mạng thì nó có giới hạn cái sự cảm nhận, người ta chỉ quay những cảnh đẹp cho mình xem, còn chỗ tối không ai quay cho đâu. Đấy, như nhà mình thì đây các bạn nhìn thấy thật. Ôi, tân chào mọi người, hẹn gặp lại, mình cũng phải đi công việc đấy ạ. Chào mọi người, hẹn gặp clip sau nhé.